Uyên Nguyễn mến chào cả nhà. Uyên rất vui khi được cả nhà ủng hộ kênh Uyên Nguyễn Vlog. Uyên cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Hôm nay Uyên đi chợ mua được chân gà nè cả nhà. Dưới bên đây là sườn dây. Chân gà này hồi Uyên làm món chân gà nướng muối ớt sa tế nha cả nhà. Uyên vừa cắt móng chân của nó xong nè. Dưới Uyên mua được hai cọng sườn non, hồi mình ướp mình nướng chung luôn. Hai cọng sườn non này Uyên mua 1 ký, 1 ký 160. Còn chân gà bên đây thì Uyên mua 1 kg lô 2. Chân gà lớn cả nhà cũng ngon lắm nè. Rồi để riêng để muối với chanh vô. Với mình chẻ chân gà nó ra cả nhà. Riêng chẻ chân gà ra rồi mình để muối với chanh vô, mình rửa sạch sẽ lại. Rồi mình ướp. Rồi để riêng tắt máy nha. Riêng rửa lại sạch sẽ cái nè. Đây nè cả nhà, yên chẻ nó ra rồi nè. Chẻ gì hồi mình nướng nó dễ nướng, ngon quá nè. Còn bên đây thịt để hồi Uyên nướng nha. Nướng chung với chân gà luôn mà thịt nhiều quá, Uyên chừa lại một ít để quen. Còn phần này thì để nướng. Đây Uyên bỏ muối vô. Có mình nè cả nhà ơi, vừa vừa quay vừa làm luôn nè. Đi nặng xíu chanh vô, một trái chanh. Tay Uyên đứt cái gì gác quá. Chúng chanh nó gắt quá. Rồi. Mình bóp cho nó sạch sẽ xíu. Quay có bị rung cả nhà thông cảm nha. Tại Uyên vừa cầm vừa quay nè, sợ nó bị lắc máy á. Bỏ thêm xíu muối nè. Bây giờ cái gì về cũng rửa muối cả nhà ơi. Cá thịt gì thì rửa muối hết, mình phải trụng lại cái nè, trụng sơ lại. Mình cũng yên dớt nha. Nước đó nè, nước máu nó ra. Rồi
nước Uyên bắt lên để mình luộc chân gà sơ lại cả nhà. Uyên bỏ vài lát gừng vô. Rồi Uyên để ha chân gà vô. Uyên luộc khoảng 2 phút thôi hả. Uyên để nước hay ít mà kệ đi. Rồi được rồi, giờ Uyên dán ra. Dưới ca thao nước đá. Cho nó vô lạnh để hồi mình nướng nó không có bị mềm. Vô thao nước đá xíu rồi à. Rồi Uyên vớt nó ra. Chân gà mình chẻ ra gì thôi mình nướng nó dễ. Ngon quá, hôm nay Uyên mua được chân lớn lắm cả nhà. Chân gà chỗ Uyên bán 1 kg 85. Mỗi người nấu ăn có cách làm khác nhau nha cả nhà. Ai thích tùy khẩu vị của mỗi người. Cho nên Uyên thấy mỗi người làm mỗi khác hết. Ớt gia vị cũng vậy nữa. Người thì thích ớt nói chung là mỗi người ớt mỗi khác á. Uyên thấy ai thích ăn sao thì ta ớt vậy. Rồi mình chỉ ngâm sơ nước đá thôi là vớt ra được rồi. Rồi giờ Uyên kiếm cái gỗ vớt nó ra. Rồi Uyên để cho nó gáo rồi Uyên ớt. Cái chân này chân đen nè. Để Uyên ớt gà cả nhà ơi. Đây nè, Uyên có mua thêm một bọc sốt ớt thịt nướng nữa cả nhà. Ớt hết gói này luôn. Cái chân gà. Đúng không? Uyên để tất cả nguyên liệu vào cái tô này nha cả nhà. Uyên trộn lên cho đều rồi Uyên mới để nó vô gà. Vậy nó sẽ đều, nó thấm đều hơn. Con tay này chắc Uyên phải tắt máy quá.
đường với bột ngọt nữa, đây lấy đường với bột ngọt. Con tay không có cầm được mà quay, mà quay được cả nhà ơi. Để Uyên tắt máy, Uyên cho nguyên liệu vào tô hết đây rồi. Rồi Uyên hết nha cả nhà. Chứ không có thể nào mà cầm máy quay được hết á. Đây Uyên có xả nữa nè. Xả nhà chồng. Uyên mới băm. Đây nguyên liệu ớt chân gà nè cả nhà. Uyên cho nó vào trong tô hết nè. Uyên để nguyên liệu có muối, đường, bột ngọt, nước tương, tương ớt, rồi sa tế, rồi muối ớt nha cả nhà, sả, rồi Uyên để một xíu ớt khô nữa, với một bọc gối ớt sườn được thịt tướng cả nhà, tương ớt, Uyên để tương ớt nhiều một xíu cho màu nó đẹp. Mình vậy cho nó đều. Rồi để vô gà cả nhà. Khó làm quá, tay quay một tay quay một tay làm khó làm cả nhà. Tôi quyền đổ. Nguyên cứ lên cho nó hết nha cả nhà. Rồi em trộn nó lên. Trộn lên cho đều rồi em để cho nó thấm khoảng 30 phút. Rồi em mới nướng. Cái màu nó đẹp nè cả nhà. Mình làm gì cái mình trộn đều hơn là mình bỏ gia vị vô đây thôi, từng cái một nó không có thấm đều. Đây Uyên đốt lửa than lên nè cả nhà, chuẩn bị nướng. Ký lô 2 mà nhiều quá cả nhà, kêu mua ký lô 2 mà sao ốp mà không biết nó nở hay sao mà quá trời nhiều luôn. Luộc xong là thấy nó nhiều rồi. Này dĩa sượt nhưng cũng ốp rồi luôn này. Giờ cho than nó đỏ lên. Đỏ lên rồi mình nướng. Thì ăn đồ nướng thì nó ngon mà nó hơi cực đó nha, làm nó lâu. Để Uyên nướng sườn trước đi, cho ai có ăn cơm thì ăn. Hãy nướng sườn trước nha. Còn chân gà thì mình ăn chơi nha. Bún đại và miếng sườn, hai có ăn à?
nó xèo xèo vậy. Bữa nào ăn đồ nướng là mình phải tranh thủ đi chợ sớm, sáng quyên đi sớm lắm á, mình làm nãy giờ cũng hơi lâu. Này gần 11 giờ cả nhà. Khi để than vừa vừa, sợ nhiều quá nó áp nó không ngon. Từ từ nó chín nó ngon hơn. Xèo xèo sườn nãy Quyên làm một phân nữa hả nhỉ, nhiều quá. Thôi kệ đứa con, đừng quạt, lấy cái quạt để nó thổi lát con à. Con biết sao nó cháy quá, nó áp nó không ngon, nó bật ở trên cao ám khói vô đồ chứ. Mai đi học cái vậy đó, nó có bị khói. Tặng quà không? Không ơi, đổi quà không. Ít còi luôn. Hay quá luôn. Thì tớ, rồi sao? Nhịn luôn. Chữa. Nữa mày. Chân gà bóc khó dữ rồi. Thơm phức luôn. Thơm quá nè cả nhà ơi. Mấy đứa bé nhà Quyên nó thích ăn đồ nướng lắm. Mà Yên lâu lâu thì nướng cho bé nó ăn lần. Chứ cũng ít có nướng đâu, nướng mất thời gian lắm cả nhà.